lại với kênh YouTube của Selina Trương. Hôm nay mình sẽ đi qua tiệm trà chanh, tiệm trà phố của chị Hương Giang, top 15 của đại sứ Hoàng Mỹ. Sẽ đi đến đây uống trà chanh và chúc mừng sinh nhật chị Hương Giang. Mọi người cùng theo chân mình nha. Chào top 15 của đại sứ Hoàng Mỹ. Hello. Hello. Chào anh. Đây nè. Nói gì đi bé, say hi. Con à, say hi với tất cả mọi người. Say hi với tất cả mọi người. Xin chào, chào Kim Cha. Hello. Hello, xin chào. Hôm nay mọi người khỏe không? Mọi người đang làm gì đó? Ở đây địa chỉ máy nha bé ha. Đó, đây rất là chi tiết nha. Cho Kim Sang đi ngủ luôn nè. Sau một lát sau cái tiệc hôm nay sẽ say cho Kim Sang lại đi làm. Rồi nhắm mắt ngủ tiếp nha. California. Chị Giang buồn rồi không tới nha mọi người. Chi nè, vô nè. Mọi người tối đi ngủ ở đây đợi chị Giang nha. Hey, chị Giang buồn rồi, mai chị Giang mới tới nha mọi người. Qua trả lời. Đâu đây Giang, ngủ đi không? Yeah. 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 Ye
Dọn cho tôi, dọn chị Giang nữa rồi.
rất là vui luôn mọi người ơi. Tại vì sao? Vừa chị Giang nè, với lại ơi, những bé trong top 15 nè đến ăn ủng hộ cái chiên chiên thì rất là vui luôn nha mọi người nha. Cho nên mong mọi người thương và mọi người luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ kênh YouTube của chị Hương Giang là Hương Giang Official nha mọi người nha. Mọi người hãy like và subscribe đăng ký nhiều nhiều hơn nữa để chị Giang có thể có sức. Cái gì vậy? Hương Giang Entertainment nha. Trời, cái tiếng Anh nói gì vậy? Hương Giang Entertainment nha mọi người nha. Đó cho nên mong mọi người thương và ủng hộ kênh YouTube của chị Giang để càng ngày càng phát triển hơn nữa nha mọi người nha. Ok. À và mọi người cũng ủng hộ cho Black Cô Thu Phương với cả Thu Phương Gà Vinh Chiên nha. Địa chỉ là 716 Trần Hưng Đạo, quận 5 nha. Và đặc biệt là mọi người ủng hộ cho các thí sinh của Đại Chú Hoàn Mỹ nha. Và mọi người hãy nhớ bình chọn cho top 15 thí sinh mà các bạn được yêu thích nhất nha mọi người nha. Bye mọi người, bây giờ mình đang đi về. Hồi sáng giờ đi tập xong rồi qua ăn sinh nhật chị Giang xong rồi qua hả ăn chị Phương nữa. Qua ăn chị Phương luôn. Ăn chị Phương. Ok, bây giờ tất cả mọi người đi về nha. Bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào tập sau nha. Bye bye. Nhớ subscribe kênh YouTube của Selena Trương nha.